Cho chị cái bao tay này đi vậy. Như hết khỏi cái bao tay. Chị là giống như hả đấy. Nó quay mình nó cứ đi sát cái mặt. Nó cố tình giữ nữa đó. Cứ bảo chị Hòa tâm chịu em. Chặt chẽ không à? Chán không thể xuống được. Để không xuống những sải đèn đen xuống được. Thôi bụng không ăn thua rồi. Em có 300 ngàn không Hiếu? Không. Trời đất, mẹ không cho tiền luôn hả? Đi ấy rồi tiền gì nữa. Bảo đi ấy rồi còn tiền gì nữa. Mẹ chủ trong nhà mà. Kiều Hiếu vào đây luôn đi.
cái da của Nga hồi nãy lấy mấy cái mục nó mụn chay ra hết được không? Còn cũng Nga lại là kia bạn mấy đứa nói đó hả? Không. Ừ. Nga hồi nãy là cái bạn mà mấy đứa hay nói đó hả? Trên nhà giàu á. Em bị tóc mái hả? Rồi. Hiểu luôn. À, không ở nhà em muốn lên hết. Đi học để hả? Dạ. Có đi học không? Dạ giờ chưa đi. Vuốt lên hết nha. Đúng rồi. Không cắt luôn đi. Chứ không giờ, mà gọi gì nha. Gọi gì em nhớ không em? Tiếng Anh không nhớ. Cài lên hết vậy để tóc kỳ dài vậy? Giờ thì em để mái mà. Dì mái ra mụn. Hay đi ăn chả cá đế vương thử ra ta. Không. Không, cũng ngon quá. Ăn chả cá là ăn cái gì đây? Biết để lên hội lên coi có món gì khác.
món Hà Nội. Thôi không ăn món Hà Nội đâu. Ăn món Quảng không? Đi bộ mà đi đâu cho xa trời. Quán gì? Chả cá đếm dương hả anh chị? Sợ là nó ra. Gần cái quán này đó. Hà Nội không ngon đâu. Không chứ. Chứ nó có ớt được. Bông không như hành. Ồ vậy hả? Chả cá thì vô đó có món gì đây? Ta làm gì? Quốc thì còn nướng những món gì? Ướp trộn. Có trộn không vừa cũng ngon mà. Ông đi gần hai chị là em đi bộ mà. Phải là chim mua chiếc ô tô là đúng rồi ạ. Anh lấy cái bông cho ngoài ra mà. Đi cái hút lên đi ha. Tiền vô không? 400 ngàn người, mỗi người bù 200 đi. Thì ăn. Ăn buffet à? Thôi. Ngày nay kiếm chưa được 1 đồng nữa. Để bà cho nó phát triển. Chị Vi là chị nghỉ chơi đó. Chị Như cũng nghỉ chơi đó. Không đi à? Ý là đi đó thì nên Như Vi đâu đi. Vậy gì nó không đi. Tính nước non nữa 400 á. Mình không ăn buffet thì mình ăn riêng. Ăn ghi nó còn mắc hơn. Cô ghi bữa mình đi ăn luôn đồ nước đó. Bên siêu thị mắc đó. Kichi là 193. Đi qua ăn kichi ta. 193 người làm cho người. Kichi thì có cái gì? Lẩu. Chỉ có lẩu thôi. Thôi không ăn đâu. Gao ghép rồi thịt bùng rồi. Thôi mì cay đi. Không mua, mua gì? Mua gì? Gì hay ăn á? Gì chấm chấm á? Nem hả?
còn là lốt. Phải đi ăn kichi hả? Ui, không ăn lẩu đâu. Lẩu băng chuyền á hả? Ừ. Không đi qua bánh ăn KFC kìa. KFC đó. Bên em mắt đó. Cái thương hiệu KFC em. KFC là thương hiệu đỉnh nhất trong cái dòng KFC đó em. Nó bột lắm. Nó bằng cái bột mì ăn đâu. Chắc là chị không biết. Chị không biết. Thôi bị cay thẳng tiếng em ạ. Bị cay một chút. Thẳng tiếng. Ở đây có cái nhà có một cái chỗ nào? Chưa tới nhà cây. Nhà hàng Tokyo Deli. Của Tokyo hả? Bán phở sushi, em có ăn sushi được đâu mà. Vô đó bốn đứa nhìn chị với em ăn. Thế nhà có mùi hai chị mình ăn được chưa mà? Không, nó có bị udon rồi các kiểu nữa. Hai đi ăn mày thử bị udon không? Không ngon đâu. Mà nó sẽ ngon. Ngon theo khẩu vị mấy đứa thôi. Em ăn đầu cũng không ngon. CD cái gì? Eon này. Tính ra là quá lâu không được đi chơi rồi nha. Mới đi cà phê. Đi chơi đi hồi xưa rồi. Sắp được đi rồi đấy. Có lên. Cách này thứ hai thứ ba gì đó đi đâu để đặt cái villa này để đặt biết sao để đặt trước đây cái này cũng đủ ý cũng không được bắt buộc em ơi, cứ mệt em lên trên giường em nằm đi. Trên giường nằm đi. Ai giống người khô vậy trời. Như đi đâu rồi?
Chị ăn xong này hết dậy sớm rồi. Ngon mà. Sớm ăn gì? Hả? Chị có chê đâu? Em thích cái cơm. Cơm dẻo hả? Cơm trộn đấy. Sớm ngon gì? Chị quên thích cơm này, chị nhưng chưa có dẻo. Trời, cơm đó là bình thường đó. Chị quên không thích trứng hồng đào ấy. Đưa về đây nướng mất càng ngon. Rồi con ăn chưa? Trời, ăn thì cái đời nào rồi. Chị có ăn đâu mà. Nó kêu để 24 tiếng bọn em là đúng thời rồi. Còn gì nữa. Chị làm đau bụng nhỉ. Cũng được mà. Về chị như bỏ sốt của nó luôn rồi. Ngon lắm. Chấm vào đây cho nó. Đúng cho nó không đúng. Anh coi cái điện thoại chị có đầy pin không anh, sạc chị hành để tối chị live stream này. Này live stream bằng iPad nè. Bữa nay ăn bớt gọi lại nha. Ăn mì cay nào chị gọi à? Đúng không? Xong gọi xúc xích lúc xoáy rồi chị phải làm lại. Đừng gọi kim, kim nhé. Bông 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 này. Không hả này. Thôi thôi. Trời nó không nghe luôn đó trời. Lấy bông dằn mặt cái gì? Sắp hết rồi lấy bông vậy hả? Sao? Sao biết rồi thì sao chắc thì